Không có nước ngọt. Đâu? Bé nó con ai đó chị Linh? Không biết. Là lạ ta. Không. Không bây giờ ăn bún riêu ở Sài Gòn. Bún riêu em chỉ biết riêu cua như ngoài Bắc mình thôi. Không biết bún riêu tôm. Thì nó làm cái riêu này nó cũng có tôm, có thịt đó cái gì. Này em không. Tôm này không biết có tôm. Có tôm. Thịt xay chung nè. Tôm này là nó lột hết vỏ rồi đúng không? Sao nó bỏ màu như này. Con thôi rồi ạ. Hả? Bên đây con bán cà phê. À, chụp đủ nghề hết. Bán được không tao? Con mới bán. À. Mới mở bán được mấy tuần nay. À. Cà phê người ta uống ấy hả? Dạ. À. Pha sẵn đây. À. Ai cần kêu ship là ship. Đúng đấy, rồi. Cà phê da la vô bón ngon không ạ? Đấy, con bán, con lấy cà phê ở đây về bán đây. À. Cà phê Phương á, mua cà phê Phương nó ngon lắm. Đây con lấy của đứa bạn nó ở quán cà phê này. Thượng Uyển đây. Ở chỗ nào đây? Lê Lợi. À, ở gì đây? Đường gì đây? Nó mở cũng lâu phết rồi mà. Quán hồi thế à? Hồi xưa em học cấp 3 chung với nó mà, cấp 2 cũng học chung nữa. Ở nhà nó giàu lắm. À. Nó bồn đất đồ. Ừ. Con có đó là con chụp hình đó không? Ờ con chụp hình đấy. Nó sắm ô tô hàng bao nhiêu năm nay rồi. Nó cũng bình dân hả? Ờ nó bình dân, đúng rồi. Nó không biết đâu nữa hả? Không biết. Chụp hình trong... Đúng rồi đấy. Nó chứ nó không kiểu như là sang chảnh ta đây có tiền hay gì á, nó rất là ấy luôn, gần gũi ấy. À, đúng rồi, kiểu vậy mình mới chơi được. À. Nó không nghỉ là Tết nó cũng bán thuốc luôn nè. Đâu nó nghỉ hôm 30 xong mùng 2 nó bán lại. Nó rang xay cho người ta là nhiều mới đi bán đất đấy, còn cái quán đấy thì là hai chị em sinh đôi mà. Ờ, chị chủ yếu là chị nó trông ở đấy. Nó chỉ bây giờ cãi nhau sang nhiệt thành một đứa rồi. Đâu? Vẫn hai đứa mà. Con đấy nó vẫn rang xay ở đấy mà. Ý là còn một đứa hả? Một đứa không, ý là giờ rồi chủ quán nó còn một đứa. Mà mình không biết. Mà con này của Linh mình biết hả? À thế à? Cãi nhau à? Ờ. Ý mình nói chung là quán mà đầu tư ra nhiều quá, nói chung là nhìn vậy, đầu tư ra nhiều quá. Đương nhiên rồi, em bán có sơ sơ vậy thôi mà em cũng phải mua bao nhiêu đấy, không phải đơn giản đâu. Làm có cả tỷ bạc, vài người em đắt thì đắt chung, đắt chỗ đó một luôn. Sợ đến già. Chung, cha chung không ai khóc. Nói gì? Muôn đời. Không có được. Điều mai. Bỏ xuống. Cậu đi ra làm chứ. Ờ. Mẹ con Liễu có về không cô? Con Liễu có về chứ tao hôm qua à. Về lại. Chưa nhìn thấy. Chỉnh bông rồi mày. Giống mẹ. mai mà nhu cầu là sang nhà như hôm bữa mùng 1 đi xuống nhà ông chú Thành hỏi hai anh em ai đẹp, hai anh em anh nào đẹp hơn? Ôi rồi cái đó có cái chỗ hấp đó. Cái nào đó có cái một tôm quả nem dế quay là quay đẹp đẹp này. Quay. Ừ, đây có bao giờ quay xấu đâu, lúc nào cũng phải xinh như hoa, nhà toàn người đẹp. Bữa nay nè làm đám rỗ này, mùng 3 Tết, mọi người ở nhà rất là đông đó. Wow, bé chồng nè đó, gà luộc, chả ram tôm đất Bình Định. Người ta đó nhiều món quá. Ui, mắm tỏi ớt hả chị? Để nước mắm này thôi. Trời ơi, cái tô nước mắm bún riêu, bún riêu. Mà không có bà Nam ở nhà thôi. Ý là mà nhiều bà cô cũng nhớ mặt mà ra hỏi cái còn món của bà Nam cô giỏi nào. Dạ. Cô khen rất là giỏi là đó. Đúng thật. Con phải bao nhiêu năm con mới nhớ đấy. Bây giờ nhờ đó. Đông quá trời. Rồi qua. Cái đây để bóc gọi hả chị? Mà sao giả nó nhuyễn rồi mà sao nó cũng còn còn đây ta? Rồi đổ vô. Đó, đổ vô này. Chà. Thịt bò. Sạch lát. Cua ngọt cay có hết rồi đó. Làm thịt bò trước rồi bỏ ra sao trong thấm bò. Cay lắm. Cay sườn mấy đứa nhỏ ăn được cái chứ. Thường gọi mấy đứa nhỏ nó ăn đâu. Nó ăn mấy món tôm mấy thịt. Nó là vừa thôi chứ cay quá mình cũng người lớn cũng không nổi chứ. Thôi vừa thôi được rồi, tí nữa mình còn lạc mặn bỏ thêm. Anh đại ca cái xác thịt dày quá. Dày lắm. Dày nùi à. Cái này phải thái mỏng mỏng rồi. Bò đây mà dày nùi lát thôi. Dày quá nhỉ. Ai sát vậy? Không chồng chị. Hiểu không? Sát lại hỏi hỏi đúng người ghê. Ủa rõ ràng nay em thấy anh đi cắt gà mà. Cắt gà sao đã chuyển qua này vậy? Còn bò cắt luôn. Thế buồn ngồi cắt như là bò nướng, bò một nát, bò một nát. Bự thiệt. Năm nay không có chị. Nói trong đầu bếp vắng thì là phụ bếp. Phụ bếp đó. Gián chịu. Mỗi người làm một cái cho nên là chị chưa. Chưa được. Rút kinh nghiệm thôi. Chút nữa là một anh góp ý thịt bò, một anh góp tí gia vị nữa là xong. Mỗi thằng rút kinh nghiệm. Cua ngọt thì chặt mình tính sao? Hỏi thử đi, em cho ai mới vừa thử cái vị nước mắm. Em thử đi. Chắc vừa ăn rồi nhỉ? Vừa chưa? Hay là thêm chút nữa? Thêm chút nữa. Bánh nhạt. Thêm chút nữa. Do là nhưng mà cay thiệt. Cay. Rồi một muỗng nữa là vừa gì? Được rồi chị ơi. Mà cay thiệt rồi. Chị chạy đi đâu rồi? Đang xuống nữa chạy con chào cô ba xong đi đâu rồi? Cái này bà bắp với cái gì đây? Với cá. Có. Đây đã là xong, vẩy nước rồi. Cá này. Chị hai này. Thử đi, thử cái thịt thử nào. Thử được luôn. Thử to đi mới biết được. Nhỏ quá chứ. Nếu nhỏ thì nó sẽ thấm nhiều hơn cái to. Này. Cái đó. Cây. Cây gì 35 cây. Dạ cô Năm không cho mình con cho thêm nữa, ví dụ như giờ cô Năm cầm muối, cầm ớt của nó lấy vô. Sẵn hũ ớt. Sẵn cua lớn rồi. Trẻ em không ăn được cái đây. Món đây là trẻ em không ăn được. Hồi nãy hình như mình thấy cái vị chua ít thôi. Đúng rồi, không thấy vị chua. Không thấy vị chua. Chị cho thêm vị chua. Cay thì vừa đồng, rồi từ từ để mình bóp thêm nếm thử. Cái này là làm rau sống đúng không ta? Rau sống ăn muống riêu đúng không? Chắc rau sống á. Rau sống ăn muống riêu thì đâu chứ đâu làm gì nữa, đúng rồi bò đó rồi mà. Cái này thì bẻ đây chứ. Cái này à, có bày cái này hấp nữa. Cà chua đâu rồi ta? Cà chua chị không thấy luôn đó nha. Cà chua đây. Cà chua rồi, bé Hằng nếm thử lại đây rồi vị chua sao em. Thôi cứ được cái chân nếm này cũng được. Em thấy nó vẫn nhạt. Nhạt. Nhạt à? Thế cho chén nước mắm này vô luôn. Chưa đậm. Đây có thêm cái này kia nó có cho thêm. Nhạt lắm. Đủ vị chua chưa? Giờ nó khô mình cho thêm một cái hạt nhạt. Nhạt lắm rồi. Nhạt thì cho chua đủ chưa? Chua luôn. Em cho này. Thôi chua thì cho vừa thôi tại vì rau dấp cá nó chua mà. Nhưng mà nó phải có cái vị chút. Em thử cái nước này nó quá thì cho thêm nước mắm. Nó trông nó cũng khác vị của đầu bếp lắm. Chưa ra được chứ. Thế là giờ mình cho thêm tí cờ no. Hả? Đừng. Nó hôi á. Cờ no nó hôi á. Nước này có muối gia vị không? Tôi chảy mắm hả? Mấy cái chấm chéo ở bên này nè. Ừ. Được chưa? Thịt bò trộn với lại rau diếp cá. Cái gì vậy? Chắc nhiều đâu được rồi đó. Rồi thử tiếp. Sướng ghê. Được cái chân này tuyệt vời. Cái gì chưa làm cho nên chua. Có đại diện mà đi làm gì. Đồ sáu rồi luôn món này. Đi giữ không đó, đi giữ rồi. Giờ rồi á chị. Hả? Giờ rồi. Nó đi cái đường nào mà nó nhớ chưa ạ? Nhỏ cái lát to quá không có kia kiếm ra lát nhỏ lát nào không bự được rồi đúng không? Được rồi hả? Này chấm mắm nữa là ngon chị. Ok rồi em đem cái chén em chén xong rồi em múc qua chén đũa không rửa đâu vậy vô luôn đó hả? Em tưởng là lúc ăn mình mới xếp vào chứ. Đáng lẽ là mình bỏ lên bếp cồn á. Không bơ. À, em chưa làm món này bao giờ. Không bơ là mình hấp chứ mình hấp thì nó. Phó bếp luôn chứ đâu bếp không có nên là phó bếp không đẻ đâu đó. Khó vậy. Được 4 đĩa tờ. Bốn đau rồi, tốt tốt mình đau rồi. Dạ lấy vô ra. Bốn đĩa. Đó. cuối cùng không khớp. Đó, cô cũng không có, xong con mấy ba chị đó giờ ba cái bua tí hai mấy chắc cũng không có. Khổ thân. Ôi giời, bà bé em à. Cái gì vậy? Cái này nó lên màu đẹp ghê luôn. Oh. Rồi xong đó, nhìn đẹp, cái nào đẹp ta cho lên. Có cây quay mà mình tự quay nó mới ra những cái góc đẹp chứ. Bốn đĩa. Cái hôm nay có cúng chưa bà? Cúng rồi chứ hả? Cái gì? Cúng cái gì chị? Cúng có rồi. Cúng dĩa cúng này này nữa. Ôi rồi ôi, theo bà. Em bé theo bà. Mẹ em bé ngoan thế nhở? Này dư à? Dư để bỏ vô dưa vô rộng. Rồi baby. Bưng bưng cái đĩa bún lên đi Thành ơi, bưng Thành ơi. Món bậc hấp này. Đó. Đó. Nhìn cho nó. Nhắc mấy cọng ngò lên nữa cho nó đẹp. Mấy cọng ngò. Vợ em bầu mấy tháng rồi? Dạ 7 tháng rồi chị. 7 tháng rồi à? Girl boy. Ui chúc mừng nhé. Anh chị chạy từ bữa 2 mấy về. Em theo dõi hành trình anh chị mà. Từ bữa 24 á. 24. Chắc phải 5-6 ngày mới tới đây á. Đâu, 3 ngày. 3 ngày 2 đêm. Còn bữa mấy hai dĩa đây. Ghé. Nó một dĩa không được. Ghé tùm lum ấy mà. Hãy soạn đáp quá thôi, người câu với chia ra nhé, cho bộ cho nhiều. 3 ngày 2 đêm. Đấy là chừng hấp không kịp cúng nè. 2 dĩa thôi. Thôi còn cái này để sau. Để con gấp hết luôn đi. Ngoài em là hay hấp bia. Ừ, nó không tanh. Này phải lần nữa, phải làm lần nữa. Rồi đi chưa? Nhi Hà giọng đang nhận đi. Nha, nhớ tên chị Nhi gì đó. cái rau răm không thấy trộn ấy nhỉ. Bỏ lên thịt gà, cái thịt gà nó không bỏ. Bữa đây mấy cái cọng nó nhiều quá. Thì con lái con kêu nó nhiều quá đâu ai ăn nhiều đâu bỏ vô phí. Nếu mà thiếu mình làm thêm. Chứ nó hư. Nó rục hết. Anh nó tô xanh. Nhìn nó ra là thầy bú rồi. Đó. Chơi hẳn dĩa rau bự vậy hả? Một đĩa rau là xong. 4 mâm mà. 4 mâm nhỏ nhưng mà 3 mâm cúng. À vậy vẫn còn. Đấy. Thì hơi bơ một tí. Thì phải bớt lại chứ. Tao vô cái đĩa kìa. Rồi, thêm món gì? À, rau sống. Rau tôm. Trứng không là trứng này. Trứng. Ngon. Ôi trời đó, đám dỗ mọi người về đông vui lắm. Đó, nội khách. Ui, vị khách này. Thôi nhà mình mời vô đây, vị khách này bị VIP đấy. Kìa Nam. Ủa qua cầu. Bị VIP đấy. Rồi rồi à. Đây cũng đòi đi gì. Đấy mẹ yêu chưa? Hết rồi à? Em bé hết rồi à? Trời ơi đông vui. khỏi trốn luôn. Khỏi trốn luôn. Hello. Hello. Cả nhà là đông vui quá. Hello, hello. Quay đó mình đây hello làm gì? Đây, đây mình hello đi. Quá. Em bé ăn với ai? Ủa chuột. À chuột nói mấy chị Hằng à? Ôi giời ơi, con mít nó ngồi dưới kia rồi. Mít ngồi dưới kia rồi. Em giật chị đi xuống vậy đó hả? Để ăn xong đã chưa con? Trời ơi, đông vui quá. Ăn thôi.